ơi, dạo gần đây thì có rất nhiều người hỏi mình là mình thường mua đồ đi dẫn ở đâu, mình thường mua đồ đi học ở đâu. Thì ngày hôm nay hãy theo chân Hương Ly đến với một địa điểm mua sắm mà mình thường xuyên ghé qua để chọn cho mình những bộ trang phục phù hợp nhất. Let's go. Hiện tại thì Hương Ly đang có mặt tại Ador Dress, một trong những địa điểm mua sắm mà mình thường xuyên lui tới. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây thì mẫu mã rất là đa dạng này. Mình vừa có thể dùng nó để mặc đi làm này, đi phỏng vấn này, đi coffee bạn bè cũng được nữa. Những chiếc váy như thế này thì mọi người có thể dễ dàng tìm thấy những cái kiểu dáng tương tự ở những cái cửa hàng khác. Thế nhưng mà có một điểm lưu ý là ở đây đội ngũ của Ador lựa chọn vải rất là chuyên nghiệp. Hầu hết các mẫu vải này đều được sàng lọc qua rất là nhiều kiểu khác nhau để lựa chọn ra một chiếc váy có kiểu dáng đúng như thế này. Mùa thu cũng đến rồi và việc lựa chọn cho mình một chiếc váy để mặc đi chơi hay đi coffee thì cũng là một điều mà các bạn đáng phải lưu ý đấy ạ. Và khi mà Hương Ly bước vào trong cửa hàng của Ador thì có một cái không gian rất đầm ấm bởi cái ánh đèn vàng của nó, khiến cho mình cảm thấy rằng là thực sự hiểu là mình đang chọn quần áo ở nhà ấy chứ không phải đến một cửa hàng quần áo cả. Có thể nhìn thấy bên tay phải của Ly đang là một bộ jumpsuit. Mọi người có thể mặc cái bộ này đi biển này, mẫu mã và màu sắc nó rất là bắt mắt. Một chiếc váy có họa tiết thổ cẩm như thế này thì làm tôn lên chiếc váy này rất nhiều. Và đặc biệt một điểm quan trọng của Ador là chính là rất là chú trọng vào những họa tiết thêu. Tất cả đều được thêu bằng tay và rất là tỉ mỉ từng chi tiết một. Kể cả màu sắc lẫn cách phối màu nó đều rất là hoàn hảo. Và nếu như mọi người đã lựa váy đủ rồi thì Ador vẫn còn có những bộ thiết kế khác. Ví dụ như là những chiếc quần này mix với một chiếc áo phông rất trẻ trung và năng động. Đây cũng là một trong những cái tiêu chí mà Ador đặt ra đối với khách hàng của mình. Và chính là phải vừa lịch sự, vừa trang trọng lại còn phải vừa trẻ trung nữa. Và những chiếc áo phông này thì đều là những thiết kế rất là nó rất basic thôi. Mọi người có thể phối hợp với nó với chiếc quần như thế này, hoặc là phối hợp với những chiếc chân váy kẻ như thế kia đó. Và hiện tại thì bên Ador cũng đang có chương trình sale up to 50%, một trong những cơ hội để mọi người có thể qua Ador và sắm sửa cho mình những bộ trang phục phù hợp nhất. Phải nói là mẫu mã ở bên Ador này thì rất là đa dạng, và từ nãy thì Hương Ly cũng hoa hết cả mắt rồi. Và ngay bây giờ thì Hương Ly sẽ chọn cho mình một vài bộ trang phục khác nhau để thử xem là nó có thực sự là phù hợp với mình không. Thì hãy theo chân Hương Ly nha. Và sau một thời gian hoa mắt chóng mặt ở Ador thì mình đã chọn được cho mình rất nhiều những cái bộ quần áo phù hợp với buổi cà phê ngày mai với bạn của mình rồi. Và lúc mà thanh toán thì có hơi sốc một chút bởi vì là giá nó rẻ hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Bởi vì là Ador đang có chương trình sale up to 50% tất cả những sản phẩm tại cửa hàng, thế nên là hàng sale out rất là nhanh. Thế mà nếu mà mọi người có muốn đến đây để mua về cho mình những bộ trang phục phù hợp thì hãy đến nhanh một chút bởi vì là hàng hết rất là nhanh đấy ạ. Và còn bây giờ thì mình sẽ đi về, và chắc chắn là ngày mai mình sẽ diện một trong những bộ trang phục này đi coffee với bạn mình rồi.